Kính chào quý chị và các bạn. Hôm nay có khách hàng nhờ check quy hoạch nhưng gửi cho mình một cái sổ cũ. Mình biết được vị trí thửa đất trên sổ cũ rồi, nhưng mà vị trí trên bản đồ mới nằm ở chỗ nào, tờ thửa bao nhiêu? Đầu tiên vô là thông tin khách hàng gửi cho mình cái sổ nha. Không biết không? Đây. Xã Suối Đá, tàu số 9, thửa 139. Hình dạng thửa đất. Đây, hình dạng đất. Rồi. Câu hỏi đặt ra là tên cái bản đồ cũ nó nằm ở dưới nào? Đây, tòa số 9, thửa 139. Đây. Diện tích nó cũng khác lên chút. Đây là vị trí thửa đất nằm trên bản đồ cũ này. Vậy nằm trên bản đồ mới nó là thửa nhiều tờ nhiều? Nằm trên bản đồ mới thì nó thuộc là tờ 48. Thửa 200 nha, đây tờ 48, thửa 200, tờ 48 nè, thửa 200. Diện tích nó là 11.457.8 nè. Trên sổ đó nè, 11.457.8, còn cái chấm 7 cũng tương đối nha bạn. Đây, chấm 7, chấm 8 nè, 11.457.8 nè, cũng tương đối. Đây, rồi. Vậy tên bản đồ quy hoạch nó là nhiêu? Thì các bạn, trên bản đồ quy hoạch mới này, thửa 200 này, loại đất BK, quy hoạch đất ở. Rồi, đường này quy hoạch đọc bao nhiêu? Rồi, này 21.5. Ăn vô bao nhiêu? Ăn vô 11.36. Thấy không? Tên bản đồ quy hoạch mới thì nó vẫn là quy hoạch đất ở, nhưng tên bản đồ địa chính mới nó là tờ 48 thửa 200 nha, còn tên bản đồ cũ của nó là nó sẽ là tờ số 9 thửa 139. Giờ chúng ta phải xác định được vị trí chính xác đó thì chúng ta mới tư vấn được. Có nhiều trường hợp đó là cái tờ cái thửa nó thuộc tờ này nhưng mà nó thuộc thửa khác. Đúng vậy nè, tờ 48 là thửa 200, tên bản đồ cũ nó là tờ số 9 thửa 139 nha. Hai cái này trùng nhau đều là nằm trong vùng quy hoạch đất ở. Chỗ này làm gì nó đổ hết một vùng đất ở, một phần bên đây là đất ở hết, phần này là đất cây lâu năm hết. Các bữa trước tôi chép cái thửa đâu gần gần đây nè. Đúng rồi, nếu không làm là bữa đó chép cái thửa là chỗ này nè, vùng bên đây vùng đất là đất ở. Nghe nói cái này là thuộc dự án đó các bạn, thuộc dự án của công ty đó, đất ở kết hợp thương mại dụng. Rồi, mục tiêu của cái chất vật hôm nay đó là chúng ta phải biết được bản đồ cũ nó nằm ở đây vị trí thế nào, bản đồ mới nó nằm ở vị trí đâu, nó thuộc tờ bao nhiêu, thửa bao nhiêu. Trên bản đồ cũ người ta cho vị trí nó là vị trí tờ thửa nó là tờ số 9 thửa 139, trên bản đồ địa chính mới nó là thửa tờ 48 thửa 200 nha. Đó, chúng ta mới rút kinh nghiệm làm sao chúng ta biết được tờ mới thửa mới nó. Đây, cái này là nó nằm trong một cái dự án của công ty nào đó rồi, hãy xíu chỗ này rồi. Rồi, cảm ơn các bạn lắng nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.